Kính bạch sư cô, con thấy mình là một người kém phước về mặt sức khỏe, dù hay bệnh nhưng không bệnh nặng, và khi bị thì cũng được sự giúp đỡ từ nhiều người. Giúp đỡ là dấu ngã nha, chứ không phải giúp đỡ dấu hỏi. Vậy thì do nhân duyên gì, cách hóa giải ra sao? Mẹ con có thỉnh về một mặt dây chuyền, sau đó mẹ tụng chú đại bi rồi đưa con giữ bên mình như bùa bình an, vậy có phải là tà kiến không? Kính mong sư cô hằng hãy giải đáp thắc mắc giúp con cảm ơn sư cô. Tức là thấy mình không có phước về mặt sức khỏe, hay bệnh nhưng mà lại không bệnh nặng. Không bệnh nặng là có phước rồi chứ bộ. Và khi bị bệnh thì lại được sự giúp đỡ từ mọi người. Thân là có thân là phải có bệnh rồi. Bệnh xuất phát thì nhiều nguyên nhân. Chứ bây giờ hỏi sư cô là do nhân duyên gì, sao cô biết được, sao cô biết là bạn sinh hoạt như thế nào, đạo hữu sinh hoạt như thế nào, ăn uống như thế nào, bệnh như thế nào, thì mình mới biết. Cái này phải đi gặp bác sĩ mới biết chứ. Do sinh hoạt không hợp lý, ăn uống không điều độ, ăn chất độc hại các kiểu. Ví dụ mình bị gan mà mình cứ uống thuốc và uống rượu và hút thuốc thì làm sao mà hết bệnh được, đúng không? Đó, cho nên nó là cái việc mà hỏi nguyên nhân tại sao bệnh thì cô không có biết được, cái này phải đi hỏi bác sĩ. Còn cái việc mà mình có bệnh nhẹ là không phải chỉ có mình mới không có phước, ai cũng có bệnh hết á. Không có ai mà không có bệnh luôn á, rất hiếm người không có bệnh nha. Có thân là có bệnh rồi, cho nên nó là cái việc mình bệnh nó là bình thường thôi, vì thân tứ đại, do duyên hợp thì cũng do duyên tan. Ngũ uẩn này nó chống trái với nhau thì nó sẽ có lúc bệnh. Đó, còn cái nguyên nhân bệnh như thế nào thì phải tự mình biết trong cái lối sống của mình, hoặc là đi khám bác sĩ. Còn cái chuyện mà thứ hai hỏi đây là sao? Mà mình phải thấy mình có phước chứ sao không có phước được. Bệnh có người lo, bệnh thì không bệnh nặng chữa được, vậy là ok quá rồi. Rồi bây giờ hỏi là cái mặt chú, mặt dây chuyền, rồi mẹ tụng chú đại bi giữ bình an, hỏi có phải là tà kiến không? À, cái này nó có hai cái vế nha. Nếu như mà mình giữ cái dây chuyền đó bên mình giống như cái bùa, mình tin là có cái miếng bùa này mình sẽ được bình an và không bệnh nữa, thì đây là tà kiến thiệt. Còn nếu mình giữ cái bùa này bên cạnh mình, cái mặt dây chuyền này bên cạnh mình để luôn nhắc nhở mình, đây là cái tình thương của mẹ dành cho mình, mẹ mong muốn mình luôn khỏe mạnh bình an nè, mẹ biết tu tập trì tụng chú đại bi để vì mình nè, mẹ công phu vì mình nè, nhắc nhở mình cái nhân duyên tu học. Ừ, để cho mình biết sao, mình biết trân quý cái sức khỏe bản thân mình nè. Mình khỏe chẳng những mình vui mà mẹ mình cũng vui, những người thương yêu mình đều vui. Cho nên mình có ý thức là giữ gìn cái sức khỏe của mình cho nó tốt, thì mình không có tiêu thụ những cái độc tố vào cơ thể mình. Mình chịu khó sinh hoạt lành mạnh, điều độ. Nếu như mình bị bệnh thì mình phải chữa bệnh cho nó đúng đủ liều. Đó, thì cái mặt dây chuyền đó luôn nhắc nhở mình là sức khỏe quan trọng như thế nào, tình thương của mẹ cho mình quan trọng như thế nào. Cho nên mình không tùy tiện làm tổn hại thân thể mình, hỗn hại sức khỏe mình, nhắc nhở mình để tu tập vô thường đó, nay đau mai bệnh, ngày mai khỏe ngày mốt bệnh, nhắc nhở mình về cái sự vô thường, hiện thực vô thường là chân lý, để mình tinh tấn tu tập thêm không giải đãi, thì đây là chánh kiến ha. Vậy thì cái việc mà giữ cái mặt dây chuyền có cái sự trì chú tụng niệm của mẹ bên mình, nó là tà kiến hay không, nó tùy vào cái quan điểm và cái ứng xử của mình, chứ không thể quy kết cho cái mặt dây chuyền đó là tà kiến được. Rồi, làm phước xong hồi hướng cho người thân đã khuất mà giờ người ta đầu thai thì lên cõi khác thì có nhận được không? Trong này á có những cái bản kinh Phật dạy á, là không có khi nào mà không có người thân của mình ở dưới địa ngục. Mà quý vị nhớ kỹ nha. Không có lúc nào mà không có người thân cửu quyền thất tổ, những người đã từng là bà con quyến thuộc với mình mà đang đọa địa ngục cả. Cho nên không người này nhận thì người khác nhận, không có người này nhận thì người khác nhận. Cho nên cứ yên tâm mà làm phước và hồi hướng. Nghe thấy đáng sợ không ạ? Cho nên nói vậy chứ không phải là dễ sanh lên làm người và dễ được các cõi lành và phước báu đâu quý vị. Trong nhiều kiếp vô minh trôi lăn á, mình đã kết duyên với bà con quyến thuộc với rất là nhiều chúng sanh, rồi những cái chúng sanh đó cũng theo nghiệp dẫn lôi đi. Mà cho nên Đức Phật đã nói đó, không có cái trường hợp nào mà không có bà con quyến thuộc của mình đang ở tại địa ngục hết. Cho nên chắc chắn là mình hồi hướng là người thân của mình, không người này thì sẽ người thân khác được nhận thôi ha. Trước đây con tu theo Tịnh Độ Tông là thường xuyên niệm Phật và trì chú Đại Bi, nhưng từ ngày chùa gần chỗ con có sư thầy trì pháp môn thiền tâm, thầy dạy thiền cho các Phật tử, từ đó con cũng học thiền, con thấy thiền định giúp tâm cũng rất tốt. Vậy bây giờ con vừa ngồi thiền lúc rảnh con vẫn niệm Phật trì chú Đại Bi có được không ạ? Tức là một lúc con tu theo hai pháp môn có được không ạ? Con vô minh, mong sư cô giảng giải giúp con rất cảm ơn và biết ơn sư cô. Cái này tùy người nha. Chư tổ mình thì nói thiền tịnh xong tu vẫn ok nha.
Còn có người thì nói là không, năng lực của mình rất là có hạn, trên đời này mình chỉ đi theo một pháp môn thôi là mình còn chưa chắc thành tựu, chứ đừng nói mình tu lần hai pháp môn chưa chắc thành tựu. Thì mỗi người mỗi quan điểm thôi. Sư cô thì theo những người đi trước giảng dạy thì thấy thiền tịnh song tu vẫn rất ok nha. À, là vừa tu thiền, mình có những cái lúc trước sư cô học giờ tự nhiên quên mất tiêu, đột nhiên quên mất tiêu. Lúc sư cô làm một cái bài luận ở trong trường lúc mà đi học tiến sĩ đó, thì cô có làm một cái bài luận về đúng thiền tịnh song tu luôn đó. Đúng thiền tịnh song tu luôn, so sánh giữa Phật giáo Việt Nam và Hàn Quốc ở cái quan điểm thiền tịnh song tu này đó, cô có đem ra rất là nhiều cái luận cứ đó, là rất là nhiều cao tăng mình là thực hành theo cái pháp môn thiền tịnh song tu mà có cái chứng đắc thành tựu rất là lớn. Ở Việt Nam thì ở bên Hàn Quốc thì có những cái đại sư rất là nổi tiếng trong cái việc mà hòa hợp cái việc mà thiền tịnh với giáo. Ở Hàn Quốc thì chia rẽ là giáo tông với thiền tông rất là lớn, nghiêm trọng vô cùng luôn. Giáo tông là đi học á, kiểu mà đi học Phật học viện đồ các kiểu, học về kinh luật luận các kiểu đó thì là gọi là giáo tông, tức là học pháp học. Còn thiền tông thì người ta nói đó là pháp hành. Thì có một giai đoạn là Phật giáo Hàn Quốc chia rẽ siêu nghiêm trọng luôn. Tức là những người đi tu thiền thì chỉ có rụt củ kiệu tu thiền thôi, không học một cái chữ nào hết. Thậm chí đụng đến kinh là đốt kinh luôn. Thì cho nên là người ta nói những cái ông mà đi học là nói rỗng, chỉ có biết nói như con vẹt chứ không có biết đường tu. Còn tụi tôi mới là tu thiệt. Còn những thầy mà học nghiên cứu kinh luật luận, những vị tam tạng luật sư rất là lầu thông, thì lại nói mấy ông kia mới là cực đoan chứ không biết đường mà đi tầm bậy rồi biết tu có trúng hay không. Đây là tam tạng kinh điển bao la mênh mông mà không chịu đọc, gia tài mà không chịu khai thác, rồi cứ lo ngồi rục củ kiệu, ngồi tu có thành, ngồi thiền có thành Phật không, cục gạch nó đâu có thành Phật được, vân vân. Cho nên là Phật giáo chia rẽ rất là nghiêm trọng. Một quý đại sư lớn ở trong cái lịch sử Phật giáo của Hàn Quốc là quý ngài là chủ trương là có những vị lập ra cái định huệ kiết xã đó, là những cái đạo tràng mà thực tập vừa thiền vừa giáo và vừa niệm Phật đó, tức là vừa niệm Phật nè, vừa tu thiền nè, rồi vừa học kinh luật luận đàng hoàng nè, giống như cái mô hình mà Văn Tư Tu mà các cái Phật học viện ngày hôm nay đang giảng dạy đó, là quý ngài để cho Phật giáo không có phân hóa và chia rẽ, cũng không rơi vào hai cái cực đoan chỉ có học mà không hành, chỉ có hành mà không học đó. Thì ở đây sư cô đứng trên cái quan điểm là thiền tịnh song tu thì vẫn rất ổn ha. Rồi còn bản thân mình tu tập thì mình phải tự có cái chứng đắc tâm linh riêng của mình. Mình cảm thấy mình niệm Phật mình an lạc, thảnh thơi, nhẹ nhàng. Mà thật ra pháp môn niệm Phật là không có tác dụng phụ ngang. Nam phụ lão áo gì làm cũng được, không có ngại gì hết, không bao giờ có tác dụng phụ. Niệm Phật nhất tâm bất loạn thì được là sao ạ? Đó, như là về cõi Phật A Di Đà rồi, rất là thích đúng không? Còn nếu mà mình niệm sơ sơ chưa nhất tâm bất loạn thì sao? Thì ít ra mình cũng không khẩu nghiệp trong cái lúc mình niệm Phật, còn cũng có điều tốt chứ không có tác dụng phụ. Thiền định tốt không? Rất tốt chứ, giúp cho mình định tâm, điều tâm, mình nhìn rõ được cái tâm mình nó vắng lặng, nó tịch tỉnh, rồi từ đó phát sinh trí tuệ. Hai điều này rất là tốt, cho nên niệm Phật hay là ngồi thiền gì cũng tốt, mình tùy cái căn cơ nào mà mình thực hành. Còn thấy mình thực hành cả hai bổ sung cho nhau, làm cho chánh niệm nó thêm vững chãi thì mình cứ thực hành. Thưa sư cô, cho con hỏi, có phải người tu sĩ tức là còn mở ngoặc nữa chứ, là người xuất gia tỳ kheo, là quá trình tu tập liên tục qua nhiều kiếp nên kiếp này có nhân duyên trở thành người tu sĩ phải không? Câu 2, cư sĩ tại gia có thể bước trên con đường giải thoát và giác ngộ được không ạ? Câu thứ nhất, cô nghĩ là không có hẳn vậy đâu ha. Có nhiều người, dĩ nhiên có nhiều vị tu sĩ kiếp trước đã tu tập rồi, hóa thân như mình thấy Đạt Lai Lạt Ma đó, hoặc mình thấy Quý Hòa Thượng đó, hoặc mình nhìn thấy những cái chú bé rất nhỏ luôn nhưng mà rất là tinh thông Phật học và sanh ra là kiếm chỗ đi tu liền luôn đó. Cái đó túc duyên rất là ngầu ha. Nói chung là chủng tử rất là quý. Thì những vị đó đã đời đời kiếp kiếp tu rồi, nhưng cũng có nhiều người kiếp này mới đi tu mà. À, kiếp này mới phát nguyện đi tu nè. Nên mà nói là phải là muốn làm tu sĩ xuất gia là phải là quá trình tu tập liên tục qua nhiều kiếp, câu này chưa chắc đúng. Dạ rồi, con muốn nhờ sư cô giải đáp là hiện con đang đi làm tại cơ quan nhà nước, công việc của con cũng nhàn, tuy nhiên con phụ trách cấp phát văn phòng phẩm cho cơ quan, con được chị kế toán hướng dẫn mỗi tháng liên hệ phía công ty để xuất hóa đơn đồ dùng nhiều hơn thực mua. Việc kê phần trên lệch không phải để tụi con lấy tiền xài mà là để phục vụ cho việc tổ chức ăn uống hoặc giao tiếp với các lãnh đạo, là các khoản không có quy định được chi.
Trước này khi giao con vấn đề này thì con đồng ý vì nghĩ mình cũng không sử dụng mục đích cá nhân. Nhưng từ khi con biết đến Phật Pháp, nghe quý thầy sư cô giảng, con cảm thấy rất áy náy việc này. Con mong sư cô cho con lời khuyên được không ạ? À, con đang rất dự định mạnh dạn báo lãnh đạo, con sẽ không nhận suất HD tăng như vậy nữa. HD là gì không biết luôn á. Con rất mong nhận được lời khuyên từ sư cô. Rồi, cái này cô cũng hiểu luôn. Thì trước khi cô đi tu, cô cũng có một cái quá trình làm ở phòng hành chính nhân sự và cũng nhiều cơ quan khác, rồi cũng bạn bè mình xung quanh thì mình nghe rất là nhiều luôn ha. Cho nên mà đây là làm là gì đây? Làm cho cơ quan nhà nước đúng không? Làm cơ quan nhà nước thì mấy cái khoản này là chắc chắn không có quyết toán được. Các cái cơ quan, các cái doanh nghiệp cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài thì họ còn có các cái khoản, còn cái mình, cơ quan nhà nước thì chắc chắn là cái này là không có quyết toán được. Mà cái hành vi mà kê khống hóa đơn lên đây là hành vi phạm pháp đúng không? Ừ, vậy cho nên nó là mình tự quyết định của mình ha, mình nên mạnh dạn làm theo pháp luật, làm đúng đắn để đừng có ảnh hưởng tới bản thân mình, còn không được thì thôi, chứ để tránh khi mà cái tội nặng á mà nó xảy ra thì ai đó hưởng, mình là cái người bị ở tù, giống như kiểu mà giám đốc á thì sẽ không sao, nhưng mà cái người mà cái người kế toán hay cái người thủ quỹ hay là cái người mà nhân viên á thì lại bị phạt vạ, hoặc là như kiểu mà lãnh đạo mà đọc đọc văn bản mà có sai thì không phải là do lãnh đạo mà do lỗi của thằng nhỏ đi đánh máy vậy đó. À, cái này thì nó cũng từ mình quyết định ha. Sư cô thì không có, vì sư cô là tu sĩ cho nên là cái quan điểm của sư cô theo quan điểm Phật pháp là không có làm những cái việc mà trái với pháp luật và trái với đạo đức. À, thì mình cố gắng giữ gìn bảo vệ cho chính bản thân mình, tại vì bất kể một cái hành vi dối trá nào thì nó sẽ cũng có một cái lúc mà nó có vấn đề. Mà nếu mà cái vấn đề mà mình không có được bảo vệ đầy đủ về mặt hành lang pháp lý thì có nhiều khi cái việc đó không phải là mục đích cá nhân của mình, mà mình lại là người bị chịu tội cho cả một tập thể. Điều này rất là nguy hiểm, mình phải cân cân nhắc cái mức độ như thế nào, cái mức độ đó nó như thế nào để mình tự có cái quyết định cho tốt nhất cho chính bản thân mình nha. Rồi.